tháo ra rồi. Thụy khỏe còn ai khỏe ở đây bây giờ? Thanh niên tư ở đây mỗi hắn chưa vợ đâu. Cái quầy thường. Toàn bị cà phê bóc tem rồi chứ còn làm gì mà đứa nào nó bóc đâu. Cái giống đi giá rồi ông cầm về đâu nó không biết ở đâu nữa cơ. Cẩn thận quá tao mới không tìm được. Ờ đấy lúc trước tìm được xong lúc lại ở đâu nó tự nó chui ra thôi.